chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh tin tức 24 giờ. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn thông tin tiểu sử của diễn viên hài Mạc Văn Khoa, từ diễn viên hài mộc mạc đến thu nhập tiền tỷ. Mạc Văn Khoa, sinh năm 1992, quê ở Hải Dương, là một diễn viên hài. Mạc Văn Khoa sở hữu ngoại hình gầy gò đen nhẻm nhưng mang cái duyên ngầm, mộc mạc, bình dị, rất riêng lên sân khấu. Á quân Cười Xuyên Việt năm 2017 liên tục chiếm lĩnh trái tim khán giả trong Thách Thức Danh Hài, Sao Nhập Ngũ và các video hài, sitcom, Xóm Trọ Vui Nhộn và đặc biệt là hai bộ phim Việt đình đám Cua Lại Vợ Bầu và Lật Mặt 4. Sở hữu ngoại hình không đẹp với gương mặt có chút khắc khổ, nước da đen nhẻm, giọng ngọng chính là những điểm yếu khiến Mạc Văn Khoa rất trường, sân khấu Hà Nội, gặp nhiều khó khăn trong những ngày đầu bước vào nghiệp diễn xuất. Biến nhiệt điểm thành vũ khí lợi hại nhất của mình, Mạc Văn Khoa đã được khán giả đón nhận ngày càng yêu quý. Tận dụng được cái chất riêng của mình, anh mang con người chân thật và hơi điên của mình lên sân khấu, mang tiếng cười đến cho khán giả. Không những thế, anh luôn là người làm việc chăm chỉ, nghiêm túc. Dù được nhận vai phụ nhưng anh vẫn nghiên cứu rất kỹ và tạo được nét riêng trong từng vai diễn. Chính những điều này đã giúp anh lớn dần và thành công trong từng video, từng vai diễn. Xuất thân từ con nhà nông, yêu và phát hiện đam mê diễn xuất từ năm lên lớp 8, Mạc Văn Khoa theo học khóa đạo diễn ở Nha Trang. Sau khi tốt nghiệp, anh vào Sài Gòn để lập nghiệp. Tuy nhiên, cơ hội đã không mỉm cười với anh trong suốt nửa năm học kịch tại sân khấu của nghệ sĩ ưu tú Trịnh Kim Chi. Khó khăn đến mức anh không thể kiếm được một vai diễn quần chúng, vẫn phải nhờ đến sự trợ cấp của bố mẹ và có lúc phải đi chở gạch. Cơ duyên chạm đến vào phút chót định khăn gói về quê để đi xuất khẩu lao động, hái chè ở Đài Loan thì anh vô tình đăng ký Cười Xuyên Việt cho vui. Nhờ vào gương mặt, nhìn thôi đã mắc cười, tốc độ phát thanh nhanh như gió của anh đã khuấy động sân khấu trong vòng thi và xuất sắc trở thành Á quân Cười Xuyên Việt năm 2015. Chương trình Cười Xuyên Việt đã giúp Mạc Văn Khoa tỏa sáng trên sân khấu, khẳng định tài năng của mình trước công chúng và là điểm khởi đầu cho sự nghiệp của mình. Sau chương trình, anh được mời biểu diễn ở những phòng trà, show diễn tỉnh. Sự nghiệp ngày càng phát triển, anh càng ngày càng tỏa sáng và được nhiều người biết đến với những tiểu phẩm hài Gia Đình Dị, Bộ Tộc Ướt Át, thu hút hàng triệu lượt xem trên YouTube, xuất hiện trên nhiều game show đình đám như Thách Thức Danh Hài, Sao Nhập Ngũ, Nhanh Như Chớp. Mỗi chương trình anh tham gia đều mang đến tiếng cười nhẹ nhàng, sảng khoái cho khán giả. Nhờ vào khả năng hài duyên dáng, lối diễn xuất tự nhiên nhẹ nhàng nên Mạc Văn Khoa được mời đóng nhiều phim như sitcom, Xóm Trọ Vui Nhộn, Cua Lại Vợ Bầu. Tuy với vai trò diễn viên phụ nhưng anh luôn tạo được điểm nhấn cho nhân vật của mình. Nói đến sự nghiệp diễn xuất của chàng diễn viên Hải Dương mà không nhắc đến phim Lật Mặt 4, Nhà Có Khách đang làm mưa làm gió trên khắp các rạp thì quả là thiếu sót. Chỉ sau 4 ngày công chiếu, phim đã thu về lợi nhuận 43 tỷ và trở thành top 3 phim có doanh thu mở màn cao nhất. Trước khi công chiếu, Lý Hải đã từng khẳng định Mạc Văn Khoa là quân át chủ bài và sau phim anh sẽ trở thành ngôi sao. Sự thật chính là thế và phản ứng của khán giả đã chứng minh cho điều này. Tuyến vai phụ đã chiếm được tình cảm của khán giả, đặc biệt là Mạc Văn Khoa. Về chuyện tình cảm, chiều ngày 3 tháng 12 năm 2020, Mạc Văn Khoa hạnh phúc khoe hình ảnh cùng bạn gái tươi cười, cầm giấy chứng nhận kết hôn. Mạc Văn Khoa và Vi Bum Me đã yêu nhau 5 năm trước khi đăng ký kết hôn. Trước đó hồi tháng 10, nam diễn viên cũng tiết lộ chuyện bạn gái mang thai. Trong suốt thời gian vợ mang thai, Mạc Văn Khoa luôn dành thời gian để chăm sóc bà xã chu đáo, từ những việc như giặt quần áo, lau nhà, cọ nhà vệ sinh, nấu cơm, pha sữa cho vợ. Anh đều làm hết để bà xã có thời gian nghỉ ngơi, dưỡng thai. Chỉ sau 2 ngày khoe giấy chứng nhận kết hôn với Mạc Văn Khoa, Thảo Vi đã hạ sinh con cái đầu lòng của hai vợ chồng. Đồng nghiệp và bạn bè đồng loạt gửi lời chúc mừng nam diễn viên hài và con gái của Mạc Văn Khoa. Con gái của Thảo Vi nặng 1,9kg, được bố mẹ đặt tên là Mạc Linh Đan. Sự thành công của anh ngày hôm nay là nhờ một phần vào cái duyên trời cho, sự nỗ lực và nghiêm túc trong nghề nghiệp của mình. Với những thành công hiện tại, sự nỗ lực và cố gắng của bản thân, Mạc Văn Khoa sẽ còn tiến xa hơn nữa trên con đường diễn xuất của mình. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, nhớ bấm đăng ký kênh và theo dõi những video tiếp theo của chúng tôi nhé. Chúc các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc trong cuộc sống.